chào các sĩ tử đẹp trai xinh gái của cô Trang. Ngày hôm nay thì đẹp như ngày hôm qua vậy. Và bài học ngày hôm nay thì còn hay hơn cả bài học ngày hôm qua nữa. Đó, học xong câu so sánh, mình dùng so sánh thấy rất là thích đúng không? Và trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ chia sẻ với các bạn về câu so sánh hơn và so sánh nhất, để các bạn có đầy đủ bộ vũ khí về câu so sánh ẵm chọn điểm thi trung học phổ thông nha. Bắt đầu bài học thôi. Bạn bị mất gốc tiếng Anh hoặc tiếng Anh đang rất kém và bạn mong muốn cải thiện điểm số tiếng Anh của mình trên trường. Hoặc đơn giản, bạn đang tìm kiếm một khóa học hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí. Vậy thì khóa học tiếng Anh trung học phổ thông trực tuyến của Elite là dành cho bạn đấy. Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức nền tảng của 12 năm học, kèm với rất nhiều bài tập luyện tập và phần giải đề của các thầy cô Elite. Để sở hữu khóa học này, các bạn chỉ cần ấn vào link ở góc trái màn hình hoặc để lại bình luận ở phần mô tả phía bên dưới để nhận khóa học ngay hôm nay kèm với rất nhiều phần quà đặc biệt từ Elite nhé! Bài học hôm nay cô chia làm 3 phần. Phần đầu tiên đó là so sánh hơn, phần thứ hai so sánh nhất và phần thứ ba đó là cách hình thành tính từ so sánh. Trước khi đi vào so sánh hơn và so sánh nhất thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút về tính từ nhé. Nếu như tính từ giữ nguyên dạng ở trong cấu trúc as, as thì với so sánh hơn và so sánh nhất thì tính từ sẽ biến đổi về dạng đấy. Để nắm được sự thay đổi đó, ta phải nắm được các loại tính từ cơ bản. Còn về chi tiết sự thay đổi như thế nào thì cô sẽ trình bày chi tiết trong phần cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất nhé. Trong câu so sánh thì tính từ và trạng từ được chia theo âm tiết. Âm tiết là gì thì chúng ta đã học trong bài về trọng âm rồi. Bạn nào không nhớ thì có thể mở lại bài học đó và xem lại cho chắc nha. Rồi, và tính từ và trạng từ được chia làm hai loại. Đầu tiên đó chính là tính từ và trạng từ ngắn, tức là có một âm tiết. Ví dụ cô có cao này, tall, hay là small, nhỏ này, hoặc smart, thông minh, hoặc fast, là nhanh chẳng hạn, vân vân. Hoặc chúng ta sẽ có loại thứ hai là tính từ và trạng từ dài, tức là những tính từ và trạng từ có từ hai âm tiết trở lên. Ví dụ này, chúng ta có như beautiful, xinh đẹp, hoặc beautifully là một cách xinh đẹp, đây là trạng từ rồi đúng không? Hoặc expensive, đắt đỏ, hoặc intelligent, thông minh, vân vân. Bây giờ chúng mình chính thức bước vào phần 1 bài học ngày hôm nay nhé, đó chính là về câu so sánh hơn. Trước khi đưa cho các bạn công thức, các bạn hãy cùng cô quan sát ví dụ sau. Đó là China is smaller than Canada. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Trung Quốc thì nhỏ hơn Canada. Có lẽ là nhiều người nghĩ Trung Quốc to hơn đúng không? Nhưng thực tế là không phải đâu, nó nhỏ hơn Canada đấy. Rồi, ở trong câu này thì chúng ta thấy tính từ small là một tính từ ngắn. Vậy nên khi hình thành so sánh hơn, chúng ta chỉ việc thêm đuôi er vào nó là xong rồi. Chúng ta có small là nhỏ và được chuyển thành smaller, tức là nhỏ hơn. Từ ví dụ trên chúng ta có thể suy ra công thức cho câu so sánh hơn. Nếu chúng ta có hai đối tượng là A và B và đối tượng A hơn hoặc kém đối tượng B thì chúng ta có thể sử dụng công thức sau với tính từ hoặc trạng từ ngắn nhé. Đó chính là tính từ hoặc trạng từ ngắn thêm đuôi er và cộng với than. Rồi lấy thêm hai ví dụ để dễ hơn này. Ví dụ của cô là cô ấy cao hơn anh trai của cô ấy. She is taller than her brother. Hoặc Mark thì thông minh hơn Nick chẳng hạn. Đây cũng là một tính từ ngắn nhé. Chúng ta có là Mark is smarter than Nick. Còn với tính từ và trạng từ dài thì công thức sẽ khác biệt một chút xíu. Chúng ta sẽ có more cộng tính từ hoặc trạng từ dài, không cần thêm gì cả nhé, giữ nguyên tính từ hoặc trạng từ dài đó và cộng với than. Nào, hãy xem ví dụ này. Ví dụ như là điện thoại của Danny thì đắt hơn điện thoại của cô chẳng hạn. Cô sẽ nói là Danny's phone is more expensive than mine. Các bạn thấy đấy, tính từ expensive nghĩa là đắt đỏ và đây là một tính từ dài có tận 3 âm tiết đúng không? Nên nó là một tính từ dài. Vậy nên chúng ta phải sử dụng more trước nó khi hình thành so sánh hơn nhé. Cùng lấy thêm ví dụ nhé. Nếu cô muốn nói rằng bố của tôi lái xe cẩn thận hơn anh trai tôi thì cô sẽ viết câu này như thế nào nhỉ? À, chúng mình có động từ lái xe là drive. Và vì đây là một động từ chỉ hành động, động từ thường, thế nên chúng ta phải sử dụng một trạng từ cho nó đúng không? Thế nên chúng ta sẽ có trạng từ đó là carefully, tức là một cách cẩn thận. Và đây là một trạng từ dài rồi, nên khi hình thành so sánh chúng ta phải sử dụng more trước trạng từ này. Và câu đầy đủ sẽ là My father drives more carefully than my brother. Bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu phần số 2 bài học ngày hôm nay nhé. Đó là về câu so sánh nhất. Để so sánh sự tương đồng hoặc khác biệt của 3 đối tượng trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng so sánh nhất. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có cấu trúc so sánh nhất với tính từ hoặc trạng từ ngắn nha. Chúng ta sẽ thêm đuôi
EST vào sau tính từ hoặc trạng từ ngắn và thêm the phía trước của trạng từ hoặc tính từ ngắn này. Cụ thể công thức sẽ là the cộng tính từ hoặc trạng từ ngắn cộng đuôi EST nhé. Hãy xem 3 ví dụ sau đây ở cô để minh họa cho cấu trúc này. Câu đầu tiên, cô ấy là người cao nhất trong lớp tôi. Câu thứ hai, nhà tôi nhỏ nhất trong khu. Và câu thứ ba, cô ấy chạy nhanh nhất trong cuộc đua. Ở trong cả 3 câu này thì hai câu đầu tiên cô đã sử dụng tính từ ngắn và câu thứ ba cô đã sử dụng trạng từ ngắn đấy các bạn ạ. Đối với tính từ hoặc trạng từ dài để hình thành câu so sánh nhất thì chúng mình sẽ thêm the most vào trước tính từ hoặc trạng từ dài đó nhé. Cụ thể công thức sẽ là the most cộng tính từ hoặc trạng từ dài. Hãy xem ví dụ của cô này. Nhiệm vụ bất khả thi 6 là thú vị nhất trong tất cả. Ý là trong tất cả các phần của bộ phim nhiệm vụ bất khả thi đó. Và ví dụ thứ hai của cô là Amy hát hay nhất trong ban nhạc. Ở ví dụ đầu tiên thì cô sử dụng một tính từ dài đó chính là interesting. Và ở ví dụ thứ hai thì cô sử dụng một trạng từ dài đó chính là beautifully. Còn bây giờ chúng mình cùng chuyển qua phần thứ ba nhé. Đó chính là cách hình thành dạng so sánh cho tính từ và trạng từ. Trường hợp đầu tiên cũng là với hầu hết các tính từ và trạng từ ngắn, ta chỉ việc thêm đuôi er hoặc est vào sau tính từ hoặc trạng từ là được rồi. Trường hợp thứ hai đó là khi tính từ hoặc trạng từ kết thúc bằng đuôi i, ta chỉ việc thêm or với so sánh hơn và st với so sánh nhất. Ví dụ cô có từ safe thì chúng ta có so sánh hơn thành safer và so sánh nhất thành safest. Rồi, trường hợp thứ ba, tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm trừ tính từ kết thúc bằng W thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm ER đối với so sánh hơn và thêm EST với so sánh nhất nhé. Ví dụ như cô có từ hot thì nó sẽ được chuyển thành hotter. Nhớ là gấp đôi đuôi T ở cuối này và hottest. Trường hợp cuối cùng, tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng đuôi Y thì chúng ta sẽ chuyển Y thành I rồi mới thêm đuôi ER hoặc EST nha. Ví dụ cô có từ happy kết thúc bằng đuôi Y này. Đó, chúng mình sẽ chuyển Y thành I và thêm ER hoặc EST. Ta có so sánh hơn là happier và so sánh nhất là happiest. Vậy chúng ta có thể thấy các tính từ và trạng từ thông thường khi chuyển sang dạng so sánh hơn và so sánh nhất thì sẽ có phần tương đồng với quy tắc đúng không nào? Vậy nên cô sẽ tổng kết ở bảng bên cạnh này. Bạn nào mà chưa kịp ghi chép thì cũng có thể dừng màn hình lại và ghi chép lại cho dễ nhớ nha. Chà chà, theo những kiến thức mình đã học thì chúng mình sẽ nói tốt là good. Vậy tốt hơn thì sẽ là gooder, đúng không? Hoặc xấu là bad thì xấu hơn sẽ là badder. Nhưng không phải như vậy nhé. Trong tiếng Anh có một số trạng từ tính từ bất quy tắc mà khi chuyển sang dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất, bạn không thể thêm đuôi ER hoặc EST vào đâu. Ví dụ của những trường hợp này cô đã đặt ở trong bảng sau, các bạn sẽ bắt buộc phải học thuộc lòng thôi. Vậy nên lấy giấy bút ra ghi chép cẩn thận và học thuộc chúng nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, để các bạn còn có thời gian nạp một lô kiến thức vào đầu đã chứ, đúng không nào? Bây giờ thì bye bye! Bạn bị mất gốc tiếng Anh, hoặc tiếng Anh đang rất kém và bạn mong muốn cải thiện điểm số tiếng Anh của mình trên trường, hoặc đơn giản, bạn đang tìm kiếm một khóa học hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, vậy thì khóa học tiếng Anh trung học phổ thông trực tuyến của Elite là dành cho bạn đấy. Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức nền tảng của 12 năm học, kèm với rất nhiều bài tập luyện tập và phần giải đề của các thầy cô Elite. Để sở hữu khóa học này, các bạn chỉ cần ấn vào link ở góc trái màn hình hoặc để lại bình luận ở phần mô tả phía bên dưới để nhận khóa học ngay hôm nay kèm với rất nhiều phần quà đặc biệt từ Elite nhé.